DPR có xứng để chọn mặt gửi vàng. Công ty cổ phần cao su Đồng Phú mã DPR nổi bật lên với hiệu suất ấn tượng vượt trội. Tính đến hết quý 1 năm 2024, DPR ghi nhận tăng trưởng nhẹ với lợi nhuận sau thuế của công ty chỉ đạt 62 tỷ đồng và chỉ tăng nhẹ chưa tới 1% EOE. Thành lý tổng cộng 54 hectare trên 431,5 hectare. Đồng Phú là một trong những cổ phiếu ưa thích ngay từ đầu năm 2024 đến nay mỗi khi thị trường chỉnh. Với điểm hòa vốn ngày càng ngắn lại, DPR trong chung dài hạn sẽ là một case đầu tư hấp dẫn. Vậy sức hút của DPR đến từ đâu? Đầu tiên phải kể đến giá cao su dự kiến tăng cao, tăng nhu cầu 4% EOE và nguồn cung giảm thiếu hụt 1,3 triệu tấn. Năng suất ổn định do nguồn cung cao su dồi dào từ DPR với 41% diện tích vườn cao su của công ty đang trong giai đoạn thu hoạch cao điểm. Các đồn điền cao su tái kiến thiết trong giai đoạn từ 2013 đến 2020 sắp bước vào thu hoạch. Tiếp đến, mảng khu công nghiệp của DPR sẽ được mở rộng với hai khu công nghiệp mới. Đây sẽ là động lực tăng trưởng trung hạn cho DPR. Bắc Đồng Phú 2, 317 ha, dự kiến phê duyệt cuối 2024, cho thuê 2025. Nam Đồng Phú 2, 480 ha, DPR cần huy động vốn để triển khai. Đặc biệt, Bình Phước thu hút FDI tốt, giá thuê khu công nghiệp thấp, rơi vào khoảng từ 80 đến 90 đô cho 1 mét vuông. Giao thông hoàn thiện, giá thuê dự kiến tăng lên 150 đô cho 1 mét vuông, lấp đầy khu công nghiệp nhanh từ 8 đến 10 năm, điểm hòa vốn ngắn. DPR ghi nhận thu nhập tài chính từ bồi thường đất. 2.891 hectare đất cao su sẽ được chuyển đổi sang khu công nghiệp và thương mại với mức bồi thường dự kiến từ 900 đến 1.024 triệu đồng cho 1 hectare. Năm 2024, DPR nhận 104 tỷ đồng từ bồi thường 62 hectare để phát triển khu đô thị Tiên Hưng 1 và 39 hectare cho khu đô thị Tiên Hưng 2. Cuối cùng kể đến việc DPR trả cổ tức tiền cao nhất ngành cao su, tỷ lệ chi trả từng năm của DPR lên đến 60% mệnh giá. Kế hoạch chi trả tối thiểu 15% mệnh giá cho năm nay.